quá. Em nhớ trông chừng kỹ càng nha. Em bé rất là dễ thương luôn đó. Ủa ai gọi điện gì giờ này vậy? Ủa ai gọi điện gì ta? Thì sáng sớm thức dậy thì mình phải đi đánh răng, rửa mặt nữa các bạn ơi. Rồi một lát mình sẽ gọi điện sau nha. Chứ mới sáng sớm mà gọi điện gì? Ủa? Mình thấy nó có cái gì đó sai sai ở đây các bạn ạ. Ủa? Cái nóc nhà của tôi đâu rồi? Ở kìa. Hèn gì nãy giờ thấy mát mát. Thì ra là cái nóc nhà của mình. Ủa ơi khoan. Mà tại sao cái nóc nhà của mình nó lại bị như vậy? Đó mới gọi là chuyện lạ. Ủa cái nóc nhà biến mất tiêu hết luôn rồi. Ủa lỡ trời mưa đổ xuống rồi. Rồi tôi ở đâu? Ủa ai gọi điện vậy? Ôi chị búp bê ở trong trò chơi con mực gọi điện cho mình nè. Không biết là có vụ gì hay không nữa. À không biết là giờ này chị búp bê có nghe máy hay không nữa. Hello Vinh nha, chị là búp bê ở trong trò chơi con mực đây. Chị là búp bê xinh đẹp đây. Rồi hello, em chào chị. Rồi lâu quá không gặp chị ơi em. Hôm nay là chị muốn Vinh giúp một việc, đó chính là nuôi giùm em bé. Cái gì vậy? Cái đó gọi là nuôi em bé. Đi trong em bé hả? À đúng rồi em ơi, trong em bé ha. Ủa chị búp bê có em bé hả? Sao kỳ cục vậy? Nghe nó kỳ lạ quá cái gì? À chị cũng không biết nữa em ơi. Tự nhiên đang chơi trò chơi con mực, đâu ra xuất hiện em bé khổng lồ. Nên là Vinh qua đây để giúp cho chị nha. Rồi ok chị rồi. Em sẽ đi qua cái chỗ trò chơi con mực để gặp chị nha. Chị búp bê ở trong cái trò chơi con mực á kêu mình đi qua để nuôi giùm em bé của chị. Ok, và trước khi mà tiếp tục vào video này thì các bạn có thấy cái nút màu đỏ có chữ đăng ký không? Đó thì các bạn hãy ấn vào cái nút đó để ủng hộ cho mình để ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Và ấn like cho video này nha. Nhiều cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok đây, ngày hôm nay là mình sẽ giúp đỡ chị búp bê luôn các bạn ơi. Rồi đi nha các bạn. Ok bắt đầu đi nè. Cái gì vậy? Chị búp bê ơi. À, để mà nói chuyện với chị búp bê á là mình phải thắng cái trò chơi búp bê mới được đi qua nha các bạn. Là cái trò đèn xanh đèn đỏ, mình phải thắng mình mới nói chuyện được với chị búp bê. Ôi giời chị ơi, em nè. Tính ra là nếu mà muốn nói chuyện với chị ấy, hiện tại là mình đang chơi cái trò đèn xanh đèn đỏ gì đấy. Hello chị, mình sắp lại gần mình này các bạn. Ok, và hiện tại. Ủa tính ra là tôi thắng rồi đó, tôi tới chỗ rồi đó, à, các bạn thấy không? Nhưng mà tại sao chị ấy vẫn bắn mình? À chị đùa thôi, bây giờ em đi qua chỗ này à, sẽ có em bé ở chỗ kia đó. Ngày hôm nay là mình sẽ nhận nuôi một cái em bé từ chị búp bê nha các bạn. Mình cũng không hiểu nổi luôn quá. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay là mình sẽ nuôi giùm em bé cho chị búp bê Squid Game nha các bạn. Kìa, đó, rất là dễ thương luôn. Chị búp bê dạo này bận quá, nên bởi vì thế là ngày hôm nay là mình sẽ nuôi giùm em bé cho chị búp bê nha. Hello, em ơi, em bé ơi, ơi ngoan nè, ngoan nè. Ơi, ngoan. Sao em bé gì mà to dữ gì mà không biết luôn á.
Mình không hiểu sao chị búp bê có thể nuôi một em bé siêu to khủng lồ như thế này, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Ơi, hello em. Lại để gì vậy? Ôi, bé ơi sao mà bé đánh anh vậy? Bé ơi đừng có đánh anh bé ơi. Ủa sao mặt của em bé này rất là tức giận luôn nha các bạn. Dạ, nhìn cái mặt kìa. Đây đâu rồi. Ủa sao em bé không đó? Thôi, kiểu này không ổn các bạn ơi. Dốt, tại sao lại đưa cái mông ra vậy? Chắc là mình phải dùng cái biện pháp mới rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, kiểu này chắc là mình phải dùng bánh kẹo thôi các bạn ơi. Ở đây mình có rất là nhiều bánh ngon luôn nè. Bánh rồi kẹo rồi, ui có cái kiếm kẹo nữa các bạn ơi. Ok, này là cái gì đây? Nhưng mà trước tiên là mình cần phải ăn kem đã, để cho mình hồi sức lực nha các bạn. Chứ nãy giờ mình trông chừng em bé này mình rất là mệt luôn. Theo mình thấy là mình đã đủ bánh kẹo rồi đó. Nên là chắc lần này là em bé này sẽ trở nên hiền lành hơn. Ủa, em đi đâu nữa rồi? Nhịp điệu cha. Ủa các bạn ơi, lúc nãy là mình nhớ là đứng ở đây nè. Các bạn hãy bình luận là hồi nãy em cũng thấy nè. Thôi xong rồi, nếu mà chị búp bê phát hiện sẽ rất là tức giận với mình luôn nha các bạn. Ok, mình chắc là phải gọi điện cho chị búp bê mới được. Chị búp bê ơi, có nghe máy không chị búp bê ơi? Ủa, có cái chuyện gì vậy em? Chị đang chơi trò chơi con mực nè. À, em nè, Vinh nè chị ơi. Em thì em thấy tình hình không ổn rồi chị ơi. Vừa lúc nãy á, em thấy em bé đang ở đây mà không hiểu sao bé đi đâu mất tiêu rồi, không tìm thấy. Buồn quá. Trời ơi, nuôi em bé mà cũng không sống nữa. Chán thiệt chứ. Thôi được rồi, em hãy đi tìm xung quanh thử xem. Thử tìm xung quanh hả? Để ok chị, để em tìm. Ok, em thấy rồi. Ôi, may quá, em nhớ trông chừng kỹ càng nha. Em bé rất là dễ thương luôn đó. Rồi, trời ơi, bé ơi. Bé làm anh rất là mệt mỏi luôn á. Không hiểu sao từ đây mà có thể bay qua lên đây. Ủa, đi đâu nữa rồi? Các bạn ơi. Các bạn ơi, rõ ràng là các bạn thấy là cái em ấy đang bò ở trên đây đúng không? Nếu mà các bạn thấy thì hãy ấn like và đăng ký kênh nha. Bé ơi đây rồi. Lần này là bé không chạy thoát được đâu, mà không hiểu sao có thể lên được đó luôn ha. Giờ mình sẽ đi lên nha. Nãy giờ tìm cả buổi luôn á. Rồi chúng ta cùng nhau lên thăm bé nha các bạn. Mình sẽ cho bé ăn kẹo nha. Ở đây có rất là nhiều loại kẹo nè. Bé muốn ăn loại nào? Ok, hello bé. Giờ mình sẽ leo lên nha các bạn. Ôi trời ơi, đứng ở trên đây, đứng ở trên cao rất là nguy hiểm luôn nha. Mai mốt đừng có lên nữa. Anh cho kẹo nè. Ngoan. Đó, anh cho kẹo nè ha. Ủa, sao mà ăn kẹo mà vẫn tức giận là sao vậy em? công nhận là em bé của chị búp bê này mình thấy khó nuôi thiệt. Chắc kiểu này là mình phải dẫn em bé sang qua nhà mấy bác dân làng nha các bạn. Đây, mình sẽ dẫn em bé qua nhà mấy bác dân làng để coi mấy bác dân làng có cách nào để giúp đỡ mình hay không, chứ nãy giờ mình mệt mỏi quá rồi bé ơi. Đi theo anh nè bé ơi. Đi qua đây. Mấy bác dân làng có cách nào mà để dỗ em bé này cho ngoan hơn được không? Chứ nãy giờ em bó tay rồi đó bác ơi. Ôi giờ này bác còn đi tắm hồ bơi nữa là sao vậy? Không phải, bác này đang là tắm trên thác nước. Ghê ta. Nhưng mà giờ này không phải là lúc để tắm đâu. Bác dân làng ơi, bác có thích ăn kẹo không? Chứ nãy giờ là em cũng bó tay rồi đó. Em bé này không muốn ăn kẹo. Ok, và video của mình cũng đã đến đây rồi. Ngày hôm nay là mình đã nuôi em bé cho chị búp bê
trong Squid Game, trò chơi con mực đấy các bạn. Và cảm thấy em bé này rất là siêu to khủng lồ luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ là các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra nhiều video hay hơn nha. Và các bạn sẽ là những người đón nhận những video mới nhất mà khi mà mình ra nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye mọi người.